Các hành tinh buổi tối. Sao Mộc xuất hiện thấp trên đường chân trời phía tây vào đầu buổi tối và sẽ lặn dần vào cuối tháng. Trong tháng này, Sao Mộc sẽ nằm ở khu vực của chòm sao Xà Phu, sau đó dịch chuyển sang khu vực của chòm sao Cung Thủ. Sử dụng một chiếc kính thiên văn nhỏ để quan sát bốn vệ tinh lớn của Sao Mộc. Một chiếc kính thiên văn đủ mạnh sẽ cho thấy các sọc mây trên bề mặt của hành tinh khí khổng lồ này. Đây là cơ hội cuối cùng để quan sát Sao Mộc khi mà hành tinh này sẽ biến mất trên bầu trời đêm và sẽ chỉ xuất hiện trở lại vào tháng 7 năm sau. Sao Thổ xuất hiện trên bầu trời Tây Nam vào đầu buổi tối và sẽ mọc thấp dần vào cuối tháng. Trong tháng này, Sao Thổ sẽ nằm ở khu vực của chòm sao Cung Thủ. Một chiếc kính thiên văn đủ mạnh sẽ giúp bạn nhận ra vành đai tuyệt đẹp của hành tinh khí khổng lồ này. Vào tối mùng 2 tháng 11, Sao Thổ sẽ xuất hiện ở ngay sát cạnh mặt trăng. Các hành tinh buổi sáng sớm. Vào nửa cuối tháng 11, hành tinh phía trong cùng của hệ mặt trời sẽ xuất hiện trên bầu trời sáng sớm, ngay trước khi mặt trời mọc. Trong tháng này, Sao Thủy sẽ xuất hiện ở khu vực của chòm sao Thiên Bình. Vào ngày 28 tháng 11, Sao Thủy sẽ ở vị trí ly giác cực đại phía tây. Hành tinh này sẽ đạt ly giác phía tây lớn nhất lên đến 20,1 độ tính từ mặt trời. Đây là thời điểm tốt nhất để quan sát hành tinh này, khi mà nó sẽ ở vị trí cao nhất trên đường chân trời bầu trời buổi sáng sớm. Một chiếc kính thiên văn sẽ giúp bạn nhận ra hành tinh này cũng có các pha như mặt trăng. Hãy quan sát hành tinh này ở thấp trên đường chân trời phía đông, ngay trước khi mặt trời mọc.